Thì cái chủ đề bên em mà muốn nói chia sẻ với bạn thì nó là một cái kiến thức và cũng như là cái công việc nghề lái taxi của mình đã để lại cái kiến thức này để chia sẻ với các bạn. Cái chủ đề của video này nó nói rằng nói về vấn đề đó là cách ứng xử của những người khách hàng lái taxi. Thì thực ra thì mình là một người lái xe và mình ước mong rằng những khách hàng gọi tài xế đến, gọi xe đến để chở, tức là gọi các hãng taxi để chở lái xe đấy, thì sẽ có những cái văn hóa như thế này. Thì ước mong là nó sẽ là cái chia sẻ cơ bản để cho chúng ta có cái kiến thức mà khi chúng ta đối xử với người lái xe. Điều thứ nhất mà mình chia sẻ các bạn đó là nghề taxi đấy, nó chẳng khác gì một ông lái xe ôm cả, không khác gì một ông lái xe ôm. Nhưng mà người lái xe ôm ấy, đôi khi công của họ còn cao hơn công của lái taxi. Và bạn biết như này, cái người lái xe ôm ấy thường là xe của họ, cái xe taxi thì là xe của công ty, xe của lái xe ôm thì là xe của bản thân người ta, còn xe taxi thì là xe của công ty. Nhưng mà vấn đề như này đó là nếu như các bạn đã thuê xe ôm để đi thì cái giá tiền ấy, xe ôm sẽ nói bằng mồm 50 hay 30 hay 40 hay là 100 gì đó, thì các bạn trao tay cho người lái xe ôm và nó thuộc về người xe ôm. Thế nhưng mà các bạn đi xe taxi, các bạn sẽ thấy một cái đồng hồ tiền và cái đồng hồ đó nó đã nhảy tiền rồi, đã có tiền mà các bạn trả tiền theo đồng hồ. Các bạn biết rằng nếu như các bạn giả cho người lái taxi 50.000 thì cái người lái taxi họ chỉ được 25.000 và chưa trừ tiền xăng. Nếu trừ tiền xăng đi thì 25.000 đó nó sẽ chỉ còn lại là mười mấy nghìn thôi, bởi vì là đã mất tiền xăng hoặc thậm chí chỉ còn 20.000 đấy. Tức là cái người lái taxi đấy thì nó là chia đôi với lại công ty, chia đôi một nửa với lại công ty mà. Thì vấn đề ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn đó là cái nghề lái taxi nó còn bạc hơn, nó còn bạc hơn cái nghề lái xe ôm. Tâm tình thật kỹ để cho tất cả những anh em tài xế có được một cái an ủi, và cũng như là những khách hàng sẽ đối xử tốt hơn với những người tài xế. Bởi vì thực sự là cái nghề này nó quá bạc, nó bạc đến cái lỗi mà người ta nói là bạc về sau này thôi, nhưng mà hiện tại một lúc bắt đầu đi làm đã bạc rồi. Hôm nay mình ngồi nói chuyện với anh em lái xe tải đấy, lái xe tải thì anh em nói rằng là nếu như đã lái xe thì đi nên lái xe tải, hoặc là lái những dòng xe khách, hoặc là lái những dòng xe khác, đừng nên lái taxi. Bởi vì sao? Bởi vì cái nghề lái taxi đấy là nghề không kiếm được nhiều tiền. Cái nghề đó là cái nghề thanh cảnh, cái nghề lái taxi là cái nghề thanh cảnh để dành cho những con người mà họ có công việc khác rồi và họ chỉ lái taxi để gọi là có công việc đi để đi làm thôi. Chứ còn để như mà kiếm tiền, tập trung kiếm tiền như anh em còn trẻ này tập trung kiếm tiền thì không nên là lái taxi, bởi vì lái taxi không kiếm được nhiều tiền. Nhất cái thứ hai nữa là chúng ta còn trẻ đấy, chúng ta có khả năng để học, có cả khả năng để làm việc, có khả năng để trau dồi kiến thức và làm nhiều thứ hơn. Tự dưng chúng ta ôm một cái taxi rất mất rất nhiều thời gian, và nó mất đi cả cái thời gian học tập cũng như là phát triển bản thân. Với người lái xe nó có gì đâu, nó không thể phát triển bản thân được. Thì nói thật với các bạn, và cái lý do mà Lộc đã chọn cái nghề taxi này đó là Lộc để luyện cái tay lái thôi. Bởi vì là mình không có điều kiện để mua xe, chưa có điều kiện để mua xe, nên mình luyện lái tay lái thôi, và mình xác định là mình sẽ làm hết một cái hợp đồng. Thì đó là vấn đề như vậy thôi. Và bây giờ mình sẽ vào vấn đề chính, dài dòng quá rồi. Thì vấn đề chính là mình muốn chia sẻ cho những người khách hàng đã gọi taxi ấy, thì chúng ta sẽ trân trọng cái người lái xe taxi một chút. Những cái vấn đề mà Lộc hay gặp và trong thời gian đi làm lái taxi này Lộc ngộ ra đó là những cái người gọi xe đấy, những cái người gọi xe, cái vấn đề sai lầm là họ không xác định được cái vị trí họ đứng ở đâu, họ không xác định được cái vị trí mà họ đang đứng ấy, họ đang muốn cái xe đến đón họ là đến chỗ nào. Các bạn biết là cái xe taxi nó không giống như xe khách hay là các loại xe khác. Ví dụ các bạn đỗ ở điểm đỗ thì cái xe khách đứng ở điểm đỗ thì cái xe khách nó đón các bạn, thì cái điểm đó là chốt, là chặn rồi, nó là cái chặn của họ, họ đi qua họ đã chốt rồi thì họ đến để họ đón các bạn. Nhưng mà cái taxi này là nó đến đón các bạn theo yêu cầu của các bạn, nên các bạn trước khi gọi taxi này, cái điều quan trọng nhất, điều đầu tiên đó là các bạn phải xác định được cái vị trí là mình đứng ở đâu. Ví dụ như đứng ở cái ngã tư thì đừng bao giờ gọi xe đến ngã tư nhá, đừng bao giờ gọi xe đến một cái ngã tư, bởi vì cái ngã tư nó có bốn hướng. Đấy, các bạn gọi là đến ngã tư Thủy Sơn hay là đến ngã tư Núi Đèo ví dụ đấy, thì hay là đến một cái ngã tư chân cầu Hoàng Văn Thụ Hải Phòng,
thì nó rất là rộng. Cái ngã tư nó có bốn nhánh thì cứ người tài xế họ không biết là họ sẽ phải đỗ ở đâu, thì các bạn hãy xác định rõ ràng là cái chỗ bạn đứng nó cụ thể hơn, nó cụ thể rõ ràng. Ví dụ các bạn nhìn thêm một cái số nhà, hay là nhìn thấy một cái biển quảng cáo, hay là nhìn thấy một cái cột mốc hay bất cứ một cái gì đó nó có chữ có số có tên, có thể định hình ra được đấy. Hoặc là các bạn đứng ở một cái cây xăng, các bạn nhìn tên cây xăng đấy, đừng có bao giờ gọi điện là cho công ty hay gọi điện cho tài xế đón, thì cứ bảo là đứng ở một cái gốc cây có bóng mát, hay là đứng ở cái đoạn là có nhiều nhà đứng ở, nó như vậy nó rất là buồn cười. Thì người tài xế họ không thể định hình được, các bạn nhớ nhé, các bạn không, người ta tài xế không thể định hình được. Các bạn nên là ví dụ các bạn gọi đến ngã tư, đến ngã tư nhá, thì ngã tư có bốn hướng chẳng hạn, thì bạn đứng về hướng nào đấy, hướng nào, ví dụ hướng hướng về bệnh viện chẳng hạn, thì bạn nói là hướng về bệnh viện, và hướng về bệnh viện là cách bao nhiêu mét, bao nhiêu mấy trăm mét đấy. Và các bạn thường gọi đấy, các bạn hãy nên nói cho cái người ta biết đó là các bạn đang mặc cái áo gì, màu sắc gì, hay là các bạn đứng đó với ai, các bạn đi bao nhiêu người, thì để họ có thể định hình được, có thể định hình được đấy, đối diện các bạn là cái gì, các bạn đang đứng về phía nào thì nó rõ ràng để cho người tài xế họ đến họ đón các bạn. Tức là các bạn phải xác định được cái cụ thể nhất, cái cụ thể nhất có thể ấy được. Đừng có gọi điện cứ đến ngã tư thì nó rất là cái ngã tư rộng như vậy, thì ví dụ như vậy thì người ta không thể biết được. Đến ngõ không có số nhà thì các bạn cũng phải nên ra đầu ngõ để đón xe nhá. Thì cái điều thứ hai mà mình muốn chia sẻ với các bạn đó là các bạn nên nên ra đường để đón xe nếu như bạn ở trong ngõ này, và đừng bao giờ bắt nhầm xe, đừng bắt nhầm xe. Thật ra đấy, cái nghề taxi nó rất là bạc, nó bạc ở cái chỗ là gì, đó là khi các bạn đã gọi xe ấy, thì có xe đến đón các bạn, nhưng mà các bạn lại, người ta đến đón các bạn nhưng các bạn lại nên một cái xe khác bởi vì các bạn đang rất là vội đấy, hoặc là các bạn thấy là cái người đi đón bạn họ không tìm được đường nên các bạn đã đi một cái xe khác đang gần đó, hoặc nó đi ngang qua đó, các bạn đã lên cái xe đó. Nhưng các bạn làm cái việc đó, cái người tài xế đi đón các bạn họ rất ức, họ chỉ muốn khóc thôi, bực mình lắm các bạn. Bởi vì sao? Bởi vì cái vấn đề này là người ta đi di chuyển đi đón các bạn ấy, người ta di chuyển đi đón các bạn, người ta đã rất bối rối, người ta không biết là người ta có tìm được không rồi, đã cố gắng để hỏi đường để tìm được các bạn đó là một đấy. Nhưng mà cái tiền xăng ấy mà họ đi họ bị mất, mà nếu như các bạn không đi xe của họ thì họ bị mất, và thứ hai là họ bị mất cái thời gian đi tìm các bạn. Thì mà các bạn đã đi xe khác thì thật sự là nó nói về cái ý thức của các bạn rất là kém luôn. Tất nhiên các bạn vội nhưng mà các bạn nên nên hỏi tài xế là tài xế đi biển xe gì, số xe bao nhiêu, hay là các bạn hỏi tài xế đang đến đâu, cố gắng chờ đợi người ta. Còn nếu như các bạn đã không chờ đợi người ta đấy, đã không chờ đợi mà lên xe khác ấy, thì các bạn nên bồi dưỡng người ta đi xe khác rồi. Các bạn nên bảo người nhà hoặc là người đứng ở gần đấy hoặc là người thân bồi dưỡng cho lái xe, bởi vì là các bạn đi rồi nhưng mà lái xe họ vẫn phải đến để đón các bạn. Họ đến họ bị tơ hơ ra, họ không có khách đúng không? Thì nghĩa là các bạn vẫn phải nên bồi dưỡng cho người ta, bồi dưỡng cho người ta. Nên đó là cái điều, đó là cái ý thức của con người thôi. Đấy, bởi vì sao? Bởi vì là người ta mất công đi đón các bạn, mất cả tiền điện thoại gọi các bạn nữa, mà các bạn lại bỏ đi, các bạn vội, các bạn đi xe người khác, thì các bạn như thế là rất là khó. Và nên là và các bạn nên bo tiền cho người ta, và thậm chí là nói là xin lỗi với cái người lái xe, vì cái người lái xe họ rất là cực, và họ rất là khao khát có một cuốc khách xe, họ rất là vui, họ rất là vui. Bởi vì là cái nghề lái xe nó bạc lắm, nó không được bao nhiêu tiền cả, nhưng mà họ cái người lái xe là họ đi năng nhặt chặt bị thôi các bạn đấy. Thì mong rằng là những người như các bạn ấy đã gọi xe, thứ nhất là nên ra đón đón là chờ đợi đấy. Thứ hai là nếu như đã không chờ đợi được vội đi thì nên bồi dưỡng cho lái xe đấy, hoặc là xin lỗi lái xe đấy, và có những cái ý thức khi đi lái xe, đó là tiền bo. Thì thực ra đấy, cái tiền bo này nó rất là nhạy cảm, rất là nhạy cảm đấy. Thì vì sao như này, vì sao thì có một số người gọi xe và có những lái xe họ biết là cái nhà đấy là người ta không đến, người ta đón. Ví dụ như ngày hôm qua ấy, có một cái khách ở Bồ Đề đấy, và một cái khách ở trong xóm xóm gì đấy, nhà ông gì ấy, thì mình bị đón hai khúc này, bởi vì cả cái khu vực đó có rất nhiều xe nhưng mà không xe nào
chấp nhận đón hai cái khách này. Thực ra thì mình không hiểu tại sao, thế nhưng mà khi mình đón thì mình biết, tức là gì, tức là hai cái khách này họ không cho tiền bo, họ không cho tiền bo mà đi đón họ đấy. Khách thứ nhất thì là đi ngắn, đi rất ngắn, và họ không giả tiền bo, thậm chí là giả âm tiền cho lái xe, giả âm tiền lái xe, ví dụ là đồng hồ tiền là 30 mấy nghìn, thậm chí là họ họ bớt lại cái số này, đấy là bị âm tiền. Đấy, còn khách thứ hai đó là khách thứ hai đấy, mình có đi vào một cái ngõ rất là sâu để đón họ, thậm chí mình đi lạc để đón họ, đón được họ rồi đi xong mình có xin họ thêm 10.000 thì bù cái tiền xăng đi lạc và cái tiền điện thoại mình gọi cho họ chỉ đường đấy, thì mình có xin họ thêm 10.000 nhưng họ nhất định không cho. Thế mình mới biết là tại vì sao, là cả khu vực đó có rất nhiều xe nhưng trung tâm lại phải điều xe của mình, lại điều mình, chứ không những xe khác họ từ chối hết, họ không có đón. Bởi vì sao? Bởi vì cái thái độ của những con người đó, họ không có tiền bo. Đấy, thứ nhất là, thứ hai là họ không có hiểu được cái tâm lý của cái người lái xe tầm trưa như thế, mà họ cũng không có. Thật ra thì đúng cái số tiền nó ở trên đồng hồ đấy thì mình nhận nó chẳng có là gì cả, thậm chí mình làm cho nó vui cuộc sống thôi, chẳng cần cái tiền bo làm gì cả, đúng như vậy mình vẫn có lương trong số đấy. Nhưng mà đi làm như thế nó rất là ức chế các bạn ạ, bởi vì họ họ sống nó kẹt xỉ quá. Mình đã nói thẳng là cho em xin, mình đã xin rồi, mình nói thẳng là cho em xin, nhưng mình đi ăn mày người ta rồi nhưng người ta cũng không cho. Thế cho nên là những cái lái xe đó họ là không đón những khách đấy này vì như vậy. Nên là nói về khái niệm tiền bo nên thoải mái với lái xe một tí. Bởi vì sao? Bởi vì nếu các bạn không thoải mái lái xe thì họ không đón các bạn. Và có một số cái lái xe đấy, họ rất là bực mình ấy, bởi vì nếu như hôm nay nó ế khách mà đón phải những cái khách ấy, mà không biết đường xá, không biết đường xá, như các bạn đã xem ở trên Hà Nội ấy, đó là lái xe cố tình đi vòng đường, đi lòng vòng. Đấy, quay đi quay lại đi lòng vòng để là dài đường để kiếm thêm tiền. Mình đi lái xe mình không được làm cái trò đấy, trừ trường hợp là mình không biết đường mình đi lạc thôi, chứ còn không bao giờ mình đi lòng vòng để kiếm thêm tiền của khách. Thực ra nó chẳng bao nhiêu tiền nào, bởi vì một nửa số tiền đó là phải chia cho công ty, mình có ăn được hết đâu mà mình đi lòng vòng làm cái gì, đúng không? Mình khách xuống xe mình nói thẳng là em xin khách luôn, em xin chị như ăn mày khách luôn, khách cho thì mình nhận và khách không cho thì mình không sao cả. Nhưng vấn đề ở đây là gì, đó là mình nói về cái ý thức của cái người đi gọi xe thôi. Thực ra cái người taxi họ đi phục vụ các bạn, họ cũng chẳng được bao nhiêu tiền đâu. Một nửa tiền là đã công ty đã lấy rồi, xong lại phải trừ đi tiền xăng nữa. Ví dụ đi 100.000 thì bạn biết đấy, được có 50.000, được 50.000 xong lại trừ tiền xăng. Đấy, trừ tiền xăng bạn thấy là nó còn bao nhiêu tiền đâu. Đấy, nó không, nó chỉ còn 40. Đấy, đi một cốc khách chỉ còn 40 thôi. Nên mà phải chui một cái xe vào, mà trong cái đó nhá, có những ngõ nhỏ đấy, chui vào nó tốn rất nhiều xăng. Bởi vì là dập dồ phanh phanh dừng ngắt nghỉ tốn rất là xăng. Thứ hai là còn chưa kể nhá, chưa kể có những cái ngõ nó nhỏ quá, lái xe đi vào không quen lại cọ xước sơn và mất cái tiền sơn, mất mấy trăm nghìn tiền sơn mà chỉ đón là có khách có mấy cái chục nghìn à. Cho nên là họ không có thích đi đón những cái khách như vậy, vì cái thái độ của khách nó không tốt đấy. Thì đấy là một cái, nó là cái khái niệm về cái tiền bo. Chúng ta nên có một cái nó thoáng ra. Đấy. Và cái thứ tư là các bạn phải xác định cái điểm đến của các bạn. Khi các bạn lên xe này thì lái xe luôn luôn hỏi, đó là anh ơi anh đi đâu, hoặc chị ơi chị đi đâu, hoặc cô bác này, hay là gia đình đi đâu để em chở. Thì các bạn phải xác định rõ là cái điểm đến. Các bạn cứ nói thẳng là đi sang số 115 Văn Cao Hải Phòng chẳng hạn, hay là các bạn đi vào 169 Lê Lai. Các bạn cứ nói rõ, các bạn đừng bao giờ lên cho sang Hải Phòng. Đấy, cho vào mái chai. Đừng có nói như vậy, nó rất là chung chung như vậy. Cái người lái xe họ đi họ rất là ức chế luôn, họ không xác định rõ là cái điểm đến. Với cái thứ nhất, cái thứ hai nó là gì, là không phải taxi hay là lái xe nào họ cũng thuộc hết tất cả các đoạn đường và thuộc hết tất cả các số nhà địa điểm vị trí đi. Bởi vì cái cung đường ấy nó hôm nay một chiều mai nó lại hai chiều. Cái thứ nhất, cái thứ hai nó là gì, cái thứ hai nó là cái lái xe đấy họ mới vào nghề thì họ làm sao họ biết đường đâu, mà lên xe đấy mà khách hàng cứ nói à, đi 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 kiểu này đến cái vào thành phố đi vào chỗ này chỗ kia, thì thực ra nó không có cái địa điểm cố định ấy. Cái người lái xe họ rất là hoang mang, và các bạn biết là nếu như họ đi nhầm ấy mà công an nó phạt họ thì nó mất rất nhiều tiền phạt. Đấy, phạt xe ô tô là lỗi rẻ nhất là 500.000, lỗi thấp nhất là 500.000, còn không là cứ 700, 900 hay 1,5 triệu. Các bạn biết là lương lái xe được bao nhiêu tiền đâu, cũng chỉ 5, 6 triệu như là người công nhân thôi, thậm chí ít hơn mà lao động lại nhiều hơn. Đấy, nhưng mà các bạn thấy rằng là các bạn không nói rõ cái điểm đến, mà các bạn cứ nói rõ là đến số bao nhiêu, nhà bao nhiêu, hay là đến chân cầu, hay là đến cái chỗ nào. Đấy, thì các bạn cứ nói rõ. Hoặc là các bạn nên các bạn nói thẳng với lái xe là em biết đường, anh cứ đi 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 đến đâu em chỉ. Thì các bạn đi các bạn chỉ cho lái xe, nhưng mà nhớ này, các bạn chỉ này, ví dụ trước cái lối cua, trước cái lối quành, trước cái gì đó, các bạn phải chỉ trước 20 mét hoặc là 15 mét
nhá, để cho các lái xe họ xi nhan. Bởi vì thực tế đấy, theo nguyên tắc giao thông thì là cái người lái xe họ phải xi nhan trước 30 mét đấy. Nên là các bạn phải nhớ là các bạn phải nói là à, anh ơi đến cái đoạn kia nó có cái biển kia thì anh bắt đầu rẽ trái em rẽ phải, thì các bạn phải chỉ rõ là đến đấy các bạn không nhớ cái điểm đến cụ thể của các bạn ở đâu, nhưng bạn phải nhớ là rẽ phải rẽ trái và luôn luôn giúp đỡ cho lái xe có thể lái xe tốt nhất trên tuyến đường của họ. Các bạn nhớ là các bạn xác định cái điểm đến của mình và kết hợp cùng với lái xe chỉ dẫn cho lái xe, giúp đỡ lái xe đi đến cái điểm đến của các bạn, nó là cách tốt nhất, đó là cái thứ tư. Và thì mình cũng nói thêm một tí về cái tiền bo, đó là chúng ta thường ấy, chúng ta thường này, chúng ta hiểu là chúng ta sẽ trả tiền theo đồng hồ tiền trên cái mặt đồng hồ rồi. Thế nhưng mà các bạn biết này, có những đoạn đường nó tắc đường. Thứ nhất, có những đoạn đường nó nhiều đèn xanh đèn đỏ. Thứ hai, có rất nhiều các đoạn đường là lên dốc dốc cầu đấy, và có rất nhiều các đoạn đường đó là nó đi vào các những cái con ngõ nhỏ này, xong lượn vòng lượn vèo này, rồi là sóc, rồi là ổ gà ổ chuột nhiều, thì các bạn nên cho lái xe tiền bo. Bởi vì là các bạn muốn đi cái cung đường đó, muốn đi như thế thì các bạn phải giúp đỡ cho lái xe về cái tiền bo và cái tiền thưởng. Thì thật ra nó đúng như này, thì nếu như các bạn đã nghe ông Lê Thẩm Dương và cũng như là những người dạy về tâm lý con người đấy, thì các bạn sẽ hiểu này, đó là tiền bo nó quý trọng và nó giá trị hơn cái tiền công. 100 đồng tiền công không bằng 1 đồng tiền thưởng, 1 đồng tiền thưởng nó có giá trị hơn 100 đồng tiền công. Bởi vì cái tiền thưởng đấy họ được đút vào túi họ, họ nhận cho chính mình, còn cái tiền công ấy là cái tiền đó, là cái tiền công, là công có nghĩa là gì, công nghĩa là giá trả, giá trả cho một, trong một công làm cho một cái gì đó là giá trả, nó là giá trả, nó là cố định như vậy rồi, nó trên đồng hồ nó như vậy. Nhưng mà cái tiền thưởng thì 1 đồng tiền thưởng nó sướng hơn 100 đồng tiền công, các bạn nhớ như vậy. Nên các bạn đi vào đoạn đường nó khó đi, đoạn đường ngóc ngách hay là những đoạn đường ổ gà ổ chuột nên dốc cò những cái gì đó, thì bạn nhớ là nên có tiền bo. Tất nhiên là các bạn đã xác định được cái vị trí của bạn, các bạn có góp ý, có chỉ dẫn giúp đỡ cho lái xe đi đến là cái điểm nó tốt nhất. Nhưng mà cái cung đường các bạn, là cái đường của các bạn đi về nó luôn là xấu, hay là nó luôn là không tốt, hay là hôm nay nó tắc đường, thì các bạn nên bồi dưỡng cho lái xe. Thì đó là cái ý thức của các bạn thôi. Đấy là cái điểm đến so với bình thường. Đấy, ví dụ bình thường bạn đi là 50.000 nhưng hôm nay thấy tắc đường hay như này thì các bạn cho thêm 10 20 đối với đấy là cái đấy là cái. Còn tất nhiên là các bạn biết này, tắc đường thì cái tiền xăng tắc đường thì ai chịu, lái xe chịu đấy, các bạn hiểu như vậy. Thì đấy là cái ý thức của chúng ta thôi, chứ còn thực ra thì các bạn hiểu này, cái xe taxi nó có thể chở được 4 người, nhưng mà các bạn đi từ từ điểm A đến điểm B mất 50.000 thì 4 người cũng chỉ 50.000 thôi, nhưng mà các bạn đi xe ôm xem 4 người đấy mất cho phải 150 nhá. Thế thực ra thì các bạn bồi dưỡng cho lái xe nó cũng chẳng làm cái gì cả, thì cho nên đó là cái điều bình thường thôi, để nó các để lái xe họ bù vào tiền xăng đấy. Đấy, thế cho nên là các bạn nhớ nhá, thì đấy là cái thứ tư thì mình muốn nói các bạn, đó là cái vấn đề cái tuyến đường đi. Cái tuyến đường đi các bạn phải thật sự chú ý về cái tuyến đường đi, tuyến đường đi thì và các bạn đi đang bao nhiêu người đấy, thì trên cái xe các bạn thì nó thì nên chia ra. Có những người họ có những ý thức rất là kém, đêm nửa hôm gọi xe taxi đấy, gọi xe taxi nửa đêm nửa hôm 2 3 giờ sáng đi ăn đêm về đấy, xong rồi 4 5 người nhảy lên xe ăn đêm về, xe lái 4 người đi về đi được có 25.000, 25 26.000 gì đấy, 26.000 đấy, xong rồi cũng giả cho lái xe 26.000, trong khi đó nửa đêm nửa hôm đi ăn về 4 người mà cũng giả cho lái xe 26.000. Thế các bạn thấy là cái đồng hồ nó 26.000 thì giá 26.000 thì đúng là như vậy, nhưng mà thực ra các bạn thấy ý thức nó có đáng, ý thức con người đấy có đáng. Bây giờ các bạn đi thử, đi các bạn thuê một thằng xe ôm, các bạn xem gọi ông xe ôm đến nó đón đón 1 người đi về nhà nó lấy 40 hoặc là ít cũng phải 30, thế mà đi đi 4 người trên một con xe ô tô mà đi 26.000 cũng đỡ giá 26.000, thì các bạn nghĩ rằng nó có xứng đáng làm con người có đạo đức tốt không? Thế thì cho nên là các bạn phải nhớ là cái nghề taxi nó bạc là như vậy đấy. Mình làm video này thật ra mình rất là ngại để nói, nhưng mà nó phải nói để cho ý thức của chúng ta đi đi xe đấy, thì chúng ta là những người khách hàng sử dụng xe, gọi lái xe đến đón, đã đi ăn đi chơi đã đi về rồi nhưng mà không biết đường, bo cho lái xe. Thậm chí có những người anh ơi anh cố nhảy lên xe 5 người
nhảy quá số xe bỏ nửa đêm mà anh không có công an đâu thôi à, anh cố bọn em nhảy 5 người chứ giờ em không gọi đâu hai xe cả. Thế đúng là người lái xe taxi thì họ cũng thoải mái thôi, họ cũng nhảy cho nhảy đi 5 người. Thế nhưng mà cuối cùng họ xin thêm 1-2 chục hay là vài chục, thậm chí là xin 50 khách cũng không dám cho. Thế cho nên là nói ra thì có nhiều cái rất là khó như vậy đấy. Thì cái video này sẽ dài rồi thì mình sẽ nói một cái cuối cùng. Cái cuối cùng đó là gì? Đó là cái đoạn đường các bạn đi nó ngắn quá và cái số đường và cái số người ngồi trên xe lại nhiều, đi ngắn quá mà các bạn tốt nhất đi, nên đi bộ. Đó cái điều cuối cùng này là mình muốn nói, nó sẽ tổn thương các bạn nhưng mà mình vẫn cứ nói, đó là các bạn cảm thấy là không thể bo cho lái xe thì bạn nên đi bộ, nên đi bộ. Thứ nhất là giờ đêm hay là giờ trưa hay là các bạn đi đoạn đường ngắn, mất công người ta đến đón các bạn đi đứng một tí mười mấy 20.000, 25, 26.000, thậm chí 30.000. Các bạn đi giả người ta 30.000 làm gì? Thôi tốt nhất là các bạn đi 30.000, thực ra nó là hơn 2 cây thôi. Tốt nhất đi bộ được, tập thể dục nha. Tốt nhất tập thể dục hơn 2 cây, chỉ tập thể dục thôi. Còn nếu mà đã gọi xe thì tốt nhất này, nên giả cho lái xe ít nhất là 30. Nếu các bạn đi dưới 30.000 nên giả 30.000. Đấy, đi 25.000 trở lên các bạn nên giả 40. Đấy. Đi 25.000 nên giả 40. Đấy, mà đi dưới 25.000 là nên đi dưới 20.000 là cứ giả 30. Và đi dưới 25.000 là nên giảm 40. Đấy. Và đi 30.000 thì các bạn nên giảm 40.000. Đấy, đi 30.000 là nên giảm 40.000, 25.000 nên giảm 40.000. Đấy. Thì để cho lái xe họ đỡ bị ức chế. Thực ra cái đoạn đường nó rất là ngắn, nó chỉ có hơn 2 cây số, 1 2 cây số thôi. Các bạn có thể đi bộ được. Các bạn hoàn toàn có thể đi bộ được. Tại sao các bạn lại phải gọi taxi đến rồi các bạn giả cho người ta một cái đồng tiền nó rất ít ỏi vậy. Đấy, thì nó rất là khó chịu. Mình cái ngày mình mới vào làm nghề ấy, ngày mới làm nghề thì mình ngày đấy mình cũng vui vui đón khách, mình vui lắm. Nhưng mà mình đón một cái khách đấy đó là họ đi từ trong ngõ ra ngoài mặt đường để uống cà phê, mình rất là bực. Đó là gì? Họ đi từ ngoài mặt đường uống cà phê, mình chờ cứ đấy xong mình cứ ướt nữa. Thứ nhất là đi vào cái ngõ của người ta rất là nhỏ, ngõ người ta rất là nhỏ nhưng mà người ta chỉ đi ra đầu đường để uống cà phê, đi đúng có 18.000 các bạn nhé, hiểu không? Có đi có lúc 18.000, tức là hơn một cây số, tức là trong ngõ đi ra ngoài mặt đường hơn một cây số thì chỉ uống cà phê. Nhưng mà xe chui vào, mình phải đi đón họ mình phải đi mất hơn 3 cây số. Thế chui vào họ chỉ đi ra đến ngoài mặt đường uống cà phê thôi và đi mất 18.000. Đấy, các bạn thấy nó có ức chế. Những cái cuốc xe như thế đã thế này, đi ba người thì đáng nhẽ phải cho tài xế 40 hoặc 50, đầy 18.000 cũng cũng ngồi thôi anh giả chú 30. Thực ra nó cũng có tiền màu rồi, nó cũng có tiền ngoài rồi nhưng mà lái xe vẫn rất là ức chế. Các bạn tốt nhất các bạn nên tập thể dục, còn nếu các bạn đã cảm giác không đi được thì nên trả nhiều một chút cho lái xe, là mình mất công họ đi vào họ đón ra đi uống cà phê, đón ra đi đi ra uống trà sữa với lại ấy, giả 18-20.000 được, có 18-20.000 giả 30 với lại ấy. Thế thì nói chung là như thế là rất khổ cho lái xe, cái người lái xe nó khổ lắm các bạn. Như thế thì họ cảm thấy nó ức chế cực kỳ luôn đấy. Mà đã là ở trong ngõ ấy, thì tốt nhất đi ra đầu ngõ xong rồi vẫy xe, đây không đi ra đầu ngõ mà bắt xe chui vào những nơi thì thật sự là nó có rất nhiều cái khách hàng họ, cái ý thức họ rất là kém, có lẽ họ chưa già lái xe và có lẽ họ chưa già làm một cái nghề gì đó mà nó mạt trong cái xã hội này, cho nên họ không cảm nhận được cái việc kiếm tiền của những người có cái bậc thấp và kém trong xã hội thì nó là như thế nào. Thì thật sự là đấy, chia sẻ các bạn đó là cái video này thì nó đúng là mình đáng nhẽ mình không muốn làm đâu nhưng mà nói gì thì đã làm rồi. Thì ước mong là các bạn sẽ chia sẻ video và sẽ có một cái thái độ tốt hơn trong tương lai khi các bạn đi làm khách hàng lái xe đấy, và chúc cho và chúng ta sẽ luôn luôn có một cái ứng xử tốt nhất về cái mặt văn hóa và đạo đức, đó là ý thức của con người thôi, đánh giá thôi. Đôi khi mình nói thật các bạn này, nói thật các bạn nó không để buồn, mình chở những cô gái cà ve đấy, điếm ấy, gọi là kèn kẹt ấy, nói là nó chở như vậy, họ đi đêm đi hôm hoặc là những cô gái đi bay đấy, những cô gái gái bia ôm đấy, gái ôm karaoke ấy, họ đi thì họ còn cho tiền, nói thật. Ví dụ như họ đi 30 họ còn đưa 50, mà đi 50 họ đưa 70, có những người đi 50 họ cho hẳn 100 đấy, có những người đi 30 họ cho 60 70 đấy, có những người đi 100 họ đưa 150, mà đi 120 họ cũng cho 150. Đấy là những cái người KV, những cái người họ rất là thấp kém trong xã hội này đấy, có thể là như vậy. Có thể họ cái nghề của họ nó rất là không được thanh cao trong xã hội này nhưng mà họ còn biết cho tiền lái xe, họ biết bo, họ biết bồi dưỡng. Nhưng có những người như caravat quần áo ăn mặc lịch sự, có những người đầm áo váy yếm, có những người
đánh phấn má môi son, hẹn hò bạn trai bạn gái, guốc cao gót rồi là tay xách túi hàng trăm nghìn, xong rồi đi ăn đi uống gọi lái xe, xong đi 40 đi 35 nghìn lái xe bảo đưa em xin 40, xin 40 như là xin 40 cơ. Thế thật, mình nói thật, cái áo đẹp nó không phải nói là cái tâm hồn đã đẹp, cho nên là trong cuộc đời này mình thấy là có cái câu kinh thánh Chúa nói, đó là Chúa nói đấy là phường đĩ điếm còn vào nước thiên đàng còn dễ hơn các ngươi. Đấy, thực ra thì Chúa Giêsu nói cái câu đấy nó cũng đúng đấy, bởi vì thực ra những cái người gái điếm ấy, hay là những cái người làm cái nghề thấp kém ở xã hội ấy, họ mới thật sự là con người các bạn, họ thật sự có cái ý thức đạo đức, có cái cách sống rất là fair play, đó rất là hay. Thì đó mình chia sẻ với các bạn, thì đó là cái video này, thì ước mong rằng là nó sẽ giúp đỡ cho chúng ta sẽ có một cái văn hóa tốt hơn cho cuộc sống, và cuối cùng là mình xin chúc và các bạn sẽ luôn gặp nhiều may mắn cuộc sống, và đặc biệt là các anh em lái xe luôn luôn bình an và may mắn trong các tuyến đường làm việc của anh em. Và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Cảm ơn các bạn, và các bạn hãy chia sẻ video này, và nếu các bạn cảm thấy nó có ích nhá. Bye bye.